tháng riêng, tháng của rất nhiều những lễ hội đặc sắc. Trong đó, không thể không kể đến lễ hội Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, một lễ hội có từ ngàn xưa, mang đậm giá trị văn hóa Việt. Hàng năm, cứ vào ngày mùng 6 Tết, người dân Đông Anh lại nô nức tổ chức lễ hội lớn nhất trong năm để tưởng nhớ công ơn của vua An Dương Vương, người có công thành lập nên nhà nước đầu tiên của nước ta. Yên sinh đại đức. Bắn nỏ, đu tiên, đấu vật cùng nhiều trò chơi dân gian truyền thống hấp dẫn không chỉ tạo nên không khí sôi động cho lễ hội mà còn gợi nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc, mang đến trải nghiệm khó quên trong chuyến du xuân đầu năm mới. Ngay từ sáng sớm, những dòng người từ muôn ngả đổ về di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa để cùng tham gia vào lễ hội lớn nhất trong năm của huyện Đông Anh, Hà Nội. Dạo bước trong quần thể kiến trúc di tích, mỗi người dân như được sống lại trong lịch sử hào hùng của dân tộc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước về huyền thoại đắp lũy xây thành của vua An Dương Vương. Năm 257 trước công nguyên, thục phán lên ngôi vua, xưng là An Dương Vương, đổi quốc hiệu Văn Lang thành Âu Lạc. An Dương Vương quyết định rời kinh đô từ đất Trung Du xuống đồng bằng Bắc Bộ, đóng đô ở Phong Khê. Theo truyền thuyết, khi An Dương Vương xây Loa Thành, ngày đắp thành xong, đêm lại bị Kê Tinh cùng âm binh đến quấy phá, cứ xây lại đổ. Vua bèn lập đàn tế thần linh, được rùa vàng tự xưng là sứ Thanh Giang, giúp vua diệt trừ Kê Tinh, bày kế xây dựng Loa Thành. Diệt xong Kê Tinh, An Dương Vương đã trao cho tướng Cao Lỗ trách nhiệm xây thành. Với sự tập trung tối đa mọi nguồn lực, chỉ hơn 3 tháng, một tòa thành kiên cố có 9 vòng tường thành xây theo hình xoắn ốc, vững chắc, với đầy đủ tiện ích công năng đã hoàn thành. Tận dụng triệt để những yếu tố tự nhiên cùng địa hình, địa chất đã tạo ra một tòa thành hào sâu có đủ các yếu tố thuận lợi cho phòng thủ và tấn công. Ta thì tiến thoái đều nhanh, địch thì khó bề xâm phạm. Với sự đoàn kết của nhân dân lại có thứ vũ khí bắn tên huyền thoại, nỏ thần, An Dương Vương đã nhiều lần đánh bại quân Triệu Đà xâm lược. Theo lời xưa, ngày mùng 6 tháng Giêng là ngày vua An Dương Vương lên ngôi hoàng đế và mở hội khao quân. Vì thế người dân cũng tổ chức lễ hội ăn mừng. Lễ hội đền Cổ Loa cũng xuất hiện từ đây và gìn giữ đến tận bây giờ. Chào xuân năm mới quý vị khán giả của VTC16 ạ. Không biết là trong dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi quý vị đã có dịp du xuân tại những địa điểm nào rồi ạ? Còn trong chương trình Sống ở Làng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng hòa mình vào trong không khí sôi nổi của lễ hội Cổ Loa. Đây là một lễ hội lớn nhất trong năm của huyện Đông Anh và diễn ra vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội nhằm tưởng nhớ đến công lao của Đức vua An Dương Vương, người đã có công sáng lập nên nhà nước Âu Lạc và thành lập nên thành Cổ Loa. Và trong phần lễ hội ngày hôm nay thì sẽ có hai phần chính là phần lễ và phần hội. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi vào bên trong để xem là phần lễ sẽ có những điều gì đặc biệt nhé. Ngay từ sáng sớm, người dân từ bát xã, tức 8 xã cùng thờ chung vua An Dương Vương lại tấp nập chuẩn bị lễ vật, dâng kiệu từ hai ngả về đền thượng. Bát xã hay còn gọi là bát xã Hộ Nhi, gồm Cổ Loa, Văn Thượng, Ngoại Sát, Mạch Tràng, Đài Bi, Cầu Cả, Sản Giã, Thư Kiêu. Xưa vua An Dương Vương về đóng đô ở Cổ Loa đã lập 8 xã có nhiệm vụ phục vụ và bảo vệ triều đình. Tham gia lễ còn có làng Hà Vĩ, thường gọi là Quậy, một làng gốc ở Cổ Loa, xưa đã phải di rời đến vùng Hà Vĩ, nhường đất để vua Thục Phán xây thành, được bát xã tôn làm anh cả Quậy. Cũng vì thế, ngày mùng 6 tháng Giêng, nhân dân làng Quậy cũng vinh dự được vua ban cho vào chức vua đầu tiên. Về phần lễ hội thì sẽ được tổ chức trong 2 ngày, ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng Giêng. Thời gian thì vào buổi chiều ngày mùng 5 thì sẽ thực hiện cái nghi lễ là rước kiệu võng bà chúa từ đền Am sang bên đền Thượng để công chúa là yết kiến vua cha. Thế còn sáng ngày mùng 6 thì sẽ tổ chức cái nghi lễ đó là khai mạc lễ hội. Thì về truyền thống là khi vào lễ hội mùng 6 tháng Giêng là anh cả Quậy là người dân chính gốc ở trên mảnh đất bát xã Loa Thành thì sẽ là đầu tiên được vào dâng lễ đức vua và đọc mật khẩn ở chiếu trên nhất.
Đúng 8 giờ 30 sáng, tiếng trống khai hội của ông cả chính thức vang lên. Lãnh đạo thành phố, huyện, xã và đại biểu cùng nhân dân vào dâng hương Đức Vua An Dương Vương. Đoàn của anh cả quậy làm lễ và đọc lời mật khẩn ở chiếu trên nhất phía trước cửa đền thượng. Sau phần lễ của anh cả quậy là đến phần tế lễ của hội đồng tế có sự tham gia của xã Cổ Loa và các làng trong bát xã Hội Ni. Tế hội đồng là nghi thức triều đình trang trọng, linh thiêng trong lễ hội Cổ Loa. Sau phần tế là đọc chúc văn, một trong những nội dung quan trọng nói về công trạng của vua An Dương Vương cùng các tướng lĩnh xưa kia có công xây dựng nhà nước Âu Lạc, giữ yên bờ cõi, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Kết thúc phần lễ là rước kiệu. Đoàn rước kiệu của bát xã vòng quanh giếng ngọc, đi đầu là đoàn Cổ Loa gồm 200 người. Kiệu vua được trai tráng làng Cổ Loa nghênh rước, tiếp sau là kiệu võng bà chúa và kiệu của các đoàn trong bát xã. Sau đó, các làng sẽ rước kiệu về đình làng mình để tổ chức lễ hội riêng của mỗi làng. Để chuẩn bị cho nghi thức này, mỗi người dân bát xã Loa Thành đã mất nhiều ngày để chuẩn bị từ đầu tháng Chạp. Đại diện các làng họp để thống nhất nội dung, sau đó mỗi người dân sẽ tham gia góp sức để tổ chức lễ hội. Đối với mỗi người dân bát xã Loa Thành, đây là ngày lễ lớn và quan trọng nhất trong năm, nên ai ai cũng dồn tâm sức để mọi nghi lễ được diễn ra trang trọng và linh thiêng. Bà Đặng Thị Minh, người dân thôn Đài Bi, xã Uy Nỗ, đã tham gia vào đội rước 15 năm. Nhưng với bà, lễ hội Cổ Loa năm nào cũng khiến bà cảm thấy hồi hộp và phấn khởi. Vợ chồng nhà tôi là cũng là 15 năm là hai vợ chồng cùng được vào để rước kiệu với đền Cổ Loa. Tôi thấy tất cả trong ban tổ chức và lễ hội lúc nào cũng là rất là vui vẻ và cái khâu tổ chức rất là quy mô. Thế mà hơn nữa là tôi cũng muốn là duy trì coi như là các thế hệ sau luôn luôn giữ gìn bản sắc dân tộc và lễ cổ truyền. Không chỉ các ông bà cao niên mà những em học sinh cấp 3 của xã Cổ Loa như em Trần Minh Hà cũng đã dậy từ sáng sớm để được đứng trong hàng ngũ rước kiệu với tâm trạng đầy sự tự hào về truyền thống của quê hương. Để chuẩn bị cho cái lễ rước ngày hôm nay thì em cùng mọi người đã dậy rất sớm, xong rồi chuẩn bị đồ đạc các thứ để đi cùng đi lên đây để chuẩn bị đợi tế lễ xong là bọn em sẽ bắt đầu rước kiệu. Là thế hệ trẻ thì em cảm thấy tự hào khi biết được lịch sử cội nguồn của Cổ Loa và các công xây dựng của các vua hùng. Vâng, thưa quý vị, khi mà theo dõi xong phần lễ thì có lẽ quý vị cũng sẽ giống như tôi rất là tò mò về nguồn gốc lịch sử cũng như là ý nghĩa của lễ hội Cổ Loa như thế nào. Để có thể trả lời cho những câu hỏi này thì ngay bây giờ bên cạnh tôi chính là ông Công Tuy, chính là chủ tịch hội người cao tuổi của xã, sẽ giới thiệu cho chúng ta. Vâng, thưa ông, với mỗi người dân khi mà đến với lễ hội Cổ Loa thì đều mong muốn được hiểu về nguồn gốc, về lịch sử của lễ hội, vậy thì ông có thể chia sẻ về nguồn gốc và lịch sử của lễ hội Cổ Loa được không ạ? Chúng tôi mà được các cụ cao niên trong làng truyền lại á thì từ xa xưa là đã có phần lễ rồi. Đấy, phần lễ là hàng năm là cũng có cái lễ nghi về ngày mùng 6 tháng Giêng rồi. Thế tuy nhiên là tổ chức hoàn chỉnh về phần lễ hội thì đến năm 1990 thì chính thức khôi phục lại và có cái phần tế, phần lễ là đầy đủ theo cái nghi thức. Tổ chức lễ hội cũng là để giữ gìn cái truyền thống, bản sắc, văn hóa của dân tộc và đề cao cái lòng tự tôn của dân tộc, hướng con người đến với chân, thiện, mỹ. Và lễ hội cũng là một cái dịp để tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Mà đặc biệt là năm 2023 thì lễ hội của Cổ Loa đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Từ đấy thì cũng là làm tăng thêm cái giá trị của lễ hội và tăng thêm cái sự tự hào truyền thống đối với nhân dân bát xã Loa Thành. Vâng, thưa ông, vậy thì để có thể chuẩn bị cho một lễ hội, cho lễ hội Cổ Loa, một cái lễ hội lớn nhất của huyện Đông Anh và diễn ra vào một lần vào mỗi năm như vậy thì người dân tại bát xã Loa Thành đã có sự chuẩn bị như thế nào? Cứ đến cái dịp cuối năm đấy thì bắt đầu từ đầu tháng Chạp đấy là đã phải có xây dựng một cái kế hoạch để tổ chức lễ hội. Thế và vào ngày mùng 10 tháng Chạp thì sẽ họp hội đồng bát xã, trong đó là có lãnh đạo của các làng, có đại diện của các cụ đến họp để triển khai cái kế hoạch là năm nay lễ hội sẽ diễn ra như thế nào. Và sau khi có kế hoạch rồi thì các làng sẽ tự về xây dựng cái kế hoạch của mình, xây dựng về lực lượng, về con người, về cơ sở vật chất để làm cho lễ hội năm sau sẽ tốt hơn những năm trước.
Ngay từ các cháu thiếu niên cũng đã góp phần tham gia vào lễ hội và cứ tiếp nối đời nọ đời kia. Vâng, con xin được cảm ơn những chia sẻ của ông vừa rồi và những câu chuyện rất là ý nghĩa. Và đầu xuân năm mới con xin được chúc ông thật là nhiều mạnh khỏe và bình an. Một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến với lễ hội Cổ Loa là trò chơi bắn nỏ. Trò chơi này gợi nhớ về lịch sử chống giặc ngoại xâm và câu chuyện đánh thắng nỏ thần của vua An Dương Vương xưa kia, nên ngày nay được người dân tái hiện lại trong lễ hội để tưởng nhớ. Hiếu, một thanh niên thuộc xã Cổ Loa, được dân làng giao nhiệm vụ phụ trách và hỗ trợ du khách tham gia lễ hội thực hiện trò chơi. Với Hiếu, đây là công việc quen thuộc nhưng cũng đầy thú vị. Đến nay đã là năm thứ 5 chàng thanh niên này được dân làng tin tưởng giao trọng trách này. Vâng thưa quý vị, khi mà tham gia vào lễ hội ở Cổ Loa thì một trong những hoạt động quý vị sẽ không thể bỏ qua đó chính là tham gia vào hội thi bắn nỏ. Trò chơi này thì gợi nhớ lại lịch sử chống giặc ngoại xâm và với câu chuyện chiến thắng đánh thắng nỏ thần của vua An Dương Vương. Và bên cạnh tôi vẫn là bạn Hiếu sẽ là giới thiệu cho chúng ta làm sao để có thể chơi trò chơi bắn nỏ một cách là đúng và chính xác thưa quý vị nhé. Hiếu ơi, với cái trò chơi này thì cái cấu tạo của cái cung cái nỏ thần này thì sẽ là có những cái cấu tạo như thế nào nhỉ? Dạ vâng, cái nỏ này trước mắt là có 4 phần ạ, bởi vì cung nỏ, dây nỏ, thân nỏ và cái lưỡi nỏ. Lưỡi nỏ và cung nỏ rất là quan trọng trong việc bắn nỏ, và mình muốn bắn một cái nỏ ấy thì mình phải kéo cái dây này vào cái lưỡi, và trước khi mình bắn thì mình đặt mũi tên vào cái dọc sống giữa của cái nỏ này, và đến khi mình ngắm được cái tâm mình bắn thì mình sẽ gạt cái lưỡi nỏ này xuống. Chị nghĩ là đối với kể cả Hiếu hay là bất kỳ ai ở bát xã Cổ Loa thì cũng đều biết đến cái trò chơi bắn nỏ này đúng không? Vậy thì cảm nhận với em hay là những người dân ở đây với cái trò chơi này thì như thế nào? Mỗi khi đến lễ hội Cổ Loa, người ta thường tìm đến cái chỗ bắn nỏ để tưởng nhớ lại đức vua An Dương Vương và câu chuyện chiến nỏ thần. Trong mỗi dịp lễ hội không thể thiếu được cái truyền thống bắn nỏ này, bởi vì đó là một coi như là một món ăn tinh thần của lễ hội. Vì có những người khách thập phương đến ấy, người ta không có bắn nỏ thì người ta cảm thấy rất là hụt hẫng khi ra về. Bây giờ tôi cũng rất là háo hức để có thể được thử một lần bắn nỏ xem là cái tài nghệ bắn nỏ của mình như nào. Bây giờ Hiếu sẽ hướng dẫn cho chị nhé. Dạ vâng. Mình sẽ đặt ở dưới cái cung nỏ này. Ở tay còn lại mình sẽ đặt lên trên đây. Thì khi mình ngắm vào tên và bia thì mà được thì mình sẽ bóc quả xuống. Vâng, thì sau đây thì em sẽ lên nỏ cho chị. Và chắc chắn rồi, nếu như quý vị đã đến với lễ hội Cổ Loa thì không thể nào không trải nghiệm trò chơi bắn nỏ này, vừa là để chúng ta ôn lại về lịch sử đúng không? Và vừa là một cách để chúng ta có thể trải nghiệm rằng ngày xưa ông cha ta đã bắn nỏ thần như thế nào. Cứ đến lễ hội Cổ Loa, cuộc thi bắn nỏ lại được tổ chức kéo dài nhiều năm nay, tạo nên màu sắc rất riêng biệt của lễ hội lớn nhất đất Loa Thành. Đó là sự kết nối quá khứ và hiện tại, vừa khích lệ tinh thần thể thao, vừa nhắc nhớ con cháu đến công lao của những vị anh hùng dân tộc. Đến lễ hội thì mình thấy năm nào cũng vậy thôi, rất là vui. Các trò chơi dân gian như là đánh đu, hát quan họ, rồi là vật, đấu vật, bóng chuyền. Và đặc biệt là cái môn lỏ này, mình rất thích. Lần nào về mình cũng chơi cái trò này. Cùng với hội thi bắn nỏ, lễ hội Cổ Loa còn hấp dẫn du khách gần xa với nhiều trò chơi dân gian đặc sắc, thú vị như cờ người, đấu vật, hát quan họ. Bản thân tôi ấn tượng nhất với trò đu tiên. Hình ảnh những nam thanh nữ tú vút cao trong gió với những tà áo nhiều màu sắc từ lâu đã là vẻ đẹp văn hóa trong những lễ hội của Việt Nam. Tự mình trải nghiệm, tôi mới thấy trò chơi không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái, thích thú mà còn đòi hỏi sự khéo léo và uyển chuyển của người chơi. Không phân biệt già trẻ, gái trai, trò chơi như sợi dây gắn kết mọi người thân gần nhau. Đến từ vùng đất Venezuela xa xôi, là một người yêu thích tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, anh Vicente không giấu nổi sự hào hứng khi tham gia vào các trò chơi dân gian tại lễ hội. Lần thứ hai tôi chơi trò chơi này rất độc đáo, rất đặc biệt của Việt Nam. Không khí đông vui quá. Chơi các trò chơi thì xem hát quan họ và các hoạt động khác rất vui. Không chỉ để tưởng nhớ đến quan trung vua
phương cùng lịch sử dựng nước và xây thành. Lễ hội Cổ Loa còn là dịp để những người dân địa phương có thể cùng nhau bảo tồn những giá trị văn hóa mang tính di sản của quốc gia. Và cùng với những câu chuyện lịch sử hấp dẫn và những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, lễ hội Cổ Loa chắc chắn sẽ là một lễ hội lớn mà quý vị không thể bỏ qua trong hành trình du xuân đầu năm của mình.